ti ho tu ya ne ta phu ta ni sa ma ga ta ni bum ma ni wa ya ni wa an ta ne ka ta ga tang de wa ma no sa bu chi sang kang na ma sa ma su wa ti ho ho tu. Chúng thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong khơi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Phạm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần thinh ca mâu ni chim pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung đệ tử đấng thiền thể được y giả tam tang cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần tu hành tiểu dục quy y duy kiên trì, khéo chân chánh phùng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bân tử lạc chú quả tịnh tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Như cột trụ đa kheo chôn chặt xuống đất, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma kheo thiên nhãn tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ thoát khỏi bốn bạch sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thanh tu đà quần dù thổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng, lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc.
chân Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, diễn đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ôm tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa lễ chư Tôn Đức Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là ngày thứ hai, 18 tháng 5 năm 2020.
Phật lịch 2564. Thưa vị, cách đây 2 tháng vào 18 thì tháng 3, khi mà chúng tôi khởi sự chương trình tu học đặc biệt cho ngày cho mùa trong mùa đại dịch Corona, thì ban đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng thực hiện cho 4 tuần lễ cách ly ở tại chùa, cũng như là bắt đầu cách ly ở tại các tiểu bang ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà đến tháng 4 thì 18 tháng 4 thì thấy rằng tình hình vẫn còn có nhiều căng thẳng kéo dài. Do đó chúng tôi kéo dài thêm 1 tháng nữa. Và nay thì đúng 2 tháng. Thực sự mà nói thì những thông tin về đại dịch Corona chúng ta càng ngày càng quen thuộc, và có thể nói rằng những điểm chính mà chúng ta cần qua thông tin thì có lẽ là bây giờ nó tràn ngập. Vì vậy chúng tôi đang có suy nghĩ và cũng muốn hỏi ý kiến của chư tăng và quý Phật tử để chúng ta có tiếp tục chương trình tu học đặc biệt ở trong mùa dịch này nữa hay không. Bởi vì thật ra thì chư tăng và quý Phật tử đều là tất cả những cái cố gắng để vào trong room sinh hoạt cũng là một sự cố gắng rất là lớn cho sinh hoạt mỗi ngày. Chúng ta đã có chương trình tu học vào buổi sáng, thì chương trình này kéo dài 20 năm qua, mỗi ngày 2 giờ thì chúng tôi nghĩ cũng tương đối là như vậy là cũng đủ. Và sở dĩ chúng ta có chương trình tu học đặc biệt vào buổi chiều ở tại Hoa Kỳ, như buổi tối ở tại Hoa Kỳ như vậy, là bởi vì ban đầu nghĩ rằng để đáp ứng cái nhu cầu của quý Phật tử khi mà không thể đến chùa hay là bị giam chân ở nhà. Nhưng mà bây giờ thì hầu hết đã mở rộng rồi. Vì cũng rất là muốn được nghe một vài cái ý kiến của quý Phật tử trước khi chúng ta có cái quyết định là sẽ kết thúc chương trình tu học đặc biệt lúc nào. Và biết quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua một phần cuối cùng của quyển sách của Ngài Sancha, Chẳng Có Ai Cả. Quyển sách nói về một linh đinh, Ngài nói về nhiều chủ đề khác nhau, nhưng cũng tuy rằng Ngài nói nhiều chủ đề khác nhau nhưng mà cũng rất là quan trọng. Dạ, rất là quan trọng để chúng ta có thể chia sẻ một số điểm. Thì hết tập sách này chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta kết thúc chương trình tu học thì thôi, còn nếu chúng ta tiếp tục thì chúng ta sẽ lựa một quyển sách khác để cho chương trình tiếp theo. Bây giờ thì trước khi đi vào pháp thoại hôm nay, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp và đi lễ tam bảo. Kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ tam bảo, và sau đó chúng ta đi vào nội dung của chương trình sinh hoạt hôm nay. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh. Bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị duyên trở ngày thải đều mau tan biến. Nguyện
sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thúc thí trưng Chư Lộc Minh Hạnh. Chúng ta có một kinh nghiệm rất đặc biệt ở trong mùa đại dịch, đó là thái độ của chúng ta đối với cuộc sống. Nó mang tính quyết định ở ảnh hưởng rất là nhiều thứ, từ sự nguy hiểm của đại dịch đến cái cách phòng chống, cách chữa trị. Kể cả một việc rất là đơn giản, thưa quý vị, đó là việc nên hay không nên mang khẩu trang, nó cũng dẫn đến một thái độ. Người ta thường tìm thấy rằng để có thể đối diện với bệnh dịch không đơn thuần là một đạo luật của chính phủ được thông qua, mà nó đòi hỏi đến cả một văn hóa và cả một cái ý thức lớn lao. Ở tại nhiều quốc gia, theo tổ chức y tế quốc tế mà chúng ta gọi WHO, thì thưa quý vị, tổ chức này nói rằng không có một cái mô thức phòng chống bệnh dịch mà áp dụng cho toàn thể các quốc gia. Mặc dù tất cả các đội lục trên thế giới này đều là con người, đã là con người thì có những chứng bệnh rất giống nhau, nhưng mà sự phòng chống khác nhau là do ở cái thái độ. Khi mà chúng ta vào con đường tu tập và vào Phật Pháp, và đi trên con hành trình mà Phật Pháp dạy chúng ta đó, thì rõ ràng là ở trong kinh Đức Phật Ngài có rất là nhiều lời dạy, mà qua những lời dạy đó Ngài khuyên chúng ta nên đặt lại cái nhìn và phản tỉnh cái thái độ của chúng ta đối với cuộc sống. Nó đơn giản thôi. Nếu có những người lái xe trên xa lộ mà họ nghĩ rằng cái chuyện lái xe xa lộ là tuyệt đối an toàn, họ không có một chút có cái sự cẩn trọng, thì tai nạn có thể xảy ra bởi vì họ không. Hoặc giả là nếu chúng ta lái xe xa lộ và chúng ta quá sợ hãi, nghĩ rằng vận tốc nhanh là nó sẽ tạo nên tai nạn dễ dàng, và mỗi lần lái xe xa lộ thì chúng ta rất là căng thẳng, thì điều đó cũng tạo nên vấn đề. Nói chung là có một cái thái độ vừa phải, không phải là chuyện đơn giản. Trong phần linh tinh ngày hôm nay thì thưa quý vị, có một sưu tập gồm 11 câu nói Ngài Chân Cha, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà tụ trung chung quanh là cái nhìn của chúng ta đối với cuộc sống, đối với chữ tu và đối với đạo Phật ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý Phật tử lắng nghe những câu nói này, và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với pháp thoại. Xin mời cô Lắc Nhà Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá Sa Thứ Lành Thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì con xin được đọc phần pháp thoại. Quán chiếu trích từ Chẳng Có Ai Cả, Nói Ajahn Chah, của Ngài Ajahn Chah viết và Tỳ Khưu Khánh Hỷ chuyển dịch. Phần linh tinh. Câu số 1. Một người học trò của Ajahn Chah bị đau đầu gối phải mổ. Mặc dù bác sĩ nói chắc là chỉ độ vài tuần đầu gối sẽ trở lại bình thường, nhưng mấy tháng sau chân vẫn còn đau. Khi gặp Ajahn Chah, người học trò than phiền. Họ bảo là không lâu, không phải như thế này. Ajahn Chah cười nói, nếu không phải như thế này thì cũng sẽ không phải như thế này. 2. Nếu có người cho bạn một trái chuối vàng rực, no tròn và thơm ngọt nhưng độc, bạn có ăn không? Không.
Vậy tại sao Đức Phật dạy dục lạc ngũ trần là thuốc độc mà bạn vẫn cứ muốn nhét cho đầy bụng? Bà, hãy nhìn phiền não của bạn và nhận ra chúng là độc rắn hổ mang. Bạn không dám đụng đến rắn vì biết rằng rắn có thể cắn chết bạn. Cũng vậy, hãy nhìn thấy sự độc hại trong vật độc hại và sự hữu dụng trong vật hữu dụng. 4. Chúng ta luôn luôn không thỏa mãn. Ăn trái ngọt, ta nhớ vị chua. Ăn trái chua, ta nhớ vị ngọt. 5. Nếu trong túi bạn để vật hôi thối, thì đi đến đâu bạn cũng ngửi thấy mùi hôi thối. Đừng than phiền rằng chỗ này hôi hay chỗ kia hôi. 6. Phật giáo Đông Phương ngày nay chẳng khác nào một cội cây to lớn, nhưng chỉ trổ những trái nhỏ, không hương vị. Phật giáo Tây Phương chẳng khác nào một cây non nớt, chưa ra hoa kết trái, nhưng có khả năng trổ những trái to và ngọt. 7. Ngày nay, người ta suy nghĩ thật nhiều, nhiều điều để họ say mê thích thú, nhưng không có điều gì thật sự trọn vẹn. 8. Không phải chỉ cần gọi nước lã là rượu, thì nước lã tức khắc thành rượu ngay. Bạn biết rõ điều đó, vậy mà khi muốn uống rượu, bạn bảo rượu là nước lã và uống tự nhiên. Như vậy có phải là điên khùng không? 9. Người ta thường có thói quen nhìn ngắm bên ngoài. Chẳng hạn như khi nhìn giảng đường này, họ sẽ nói, giảng đường này thật lớn. Thật ra, nó chẳng lớn chút nào. Nó lớn hay không, tùy theo quan niệm của ta mà thôi. Thật ra, giảng đường này, nó chỉ vậy thôi. Chẳng lớn, mà cũng chẳng bé. Thế nhưng, người ta luôn luôn chạy theo cảm quan của mình. Người ta bận rộn nhìn và đánh giá mọi vật xung quanh mà không có thời giờ để nhìn vào chính mình. 10. Nhiều người chán nản, mệt mỏi và biếng nhác trong việc hành thiền. Dường như họ chẳng muốn giữ Phật Pháp trong. Thế nhưng, có ai chửi mắng họ, họ sẽ nhớ mãi suốt đời. Vậy mà khi giáo Pháp dạy họ phải điều hòa, phải thu thúc, và phải nhiệt tâm thực hành, thì họ quên mất tiêu. Tại sao không giữ giáo pháp trong tâm, giữ chi những lời mắng chửi đó? 11. Cho mình hơn người là trật rồi. Cho mình bằng người cũng trật nữa. Cho mình thua người cũng trật luôn. Nghĩ mình hơn người thì kiêu căng sẽ nổi dậy. Nghĩ mình bằng người sẽ thiếu kính trọng khiêm nhường. Nghĩ mình thua người sẽ nhục chí, thiếu tự tin. Kết thúc chủ đề linh tinh, bài đến đây là chấm dứt. Chúng con cung thỉnh từ tay giới đẳng từ bi trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Cảm ơn cô Lạc Trà Nguyệt. Chúng ta những câu nói của Ngài Chánh Cha đôi khi chúng ta cần một chút hài hước, đổ hài hước vào. Với đôi khi chúng ta nhìn giống như là một công án thiệt. Ở trong câu số 1, Ngài kể lại về lời than phiền của một người. Lời than phiền đó chúng ta nghe rất là tự nhiên, và chúng ta cũng thỉnh thoảng than phiền kiểu như vậy. Trong câu số 1 không phải là một câu nói đơn thuần mà là một câu chuyện ngắn. Một người học trò Ngài Chánh Cha bị đau đầu gối phải mổ. Mặc dù bác sĩ nói chỉ độ vài tuần đầu gối sẽ trở lại bình thường, nhưng mấy tháng sau chân vẫn còn đau. Khi gặp Ngài Chánh Cha thì học trò than phiền. Họ bảo không lâu, không phải như thế này. Ngài Chánh Cha cười nói nếu không phải như thế này thì sẽ không như thế này. Thưa quý vị, điều mà chúng ta hay bực dọc về cuộc sống đó là tại vì nó xảy ra ngoài cái dự liệu, ngoài cái ý muốn của chúng ta. Chúng ta hay dùng chữ đáng ra hay là lẽ ra nó phải thế khác, lẽ ra thế, nó thế kia nọ. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta nói lẽ ra đó, thì thưa quý vị, chúng ta có một chút đòi hỏi
là sự việc nó phải khác hơn. Dạ, nó phải khác hơn, nó không thể là như vậy. Nói cách khác là chúng ta không chấp nhận nó như vậy. Thì ở đây Ngài Trinh Cha Ngài nói rất là đơn giản, là nếu nó đã không như vậy thì nếu nó không như vậy thì nó đã không như vậy. Dạ, đơn giản thôi. Dạ, nếu nó không phải như thế này thì nó sẽ không như thế này. Chúng ta nói nó phải như thế khác chứ không thể như thế này được. Nhưng bây giờ nó là như thế này thì chính là nó như thế này đó. Ở đây Ngài muốn nói lên một điều rằng vấn đề là tại vì mình không chịu chấp nhận nó như vậy. Mình nghĩ nó phải thế khác, nhưng mà nó như thế này mình bực bội. Nhưng mà nó phải thế khác là sao? Là nó giống như ý muốn mình thôi. Thì ở đây cũng giống như bao nhiêu cái phiền lụy trong cuộc đời của chúng ta. Một người bạn rất thân tự nhiên họ nói xấu chúng ta. Dạ, mình nghĩ rằng mình với họ thân quá, tại sao họ nói xấu mình? Nhưng mà cái chuyện nói xấu mình là chuyện bình thường ở trong cuộc sống, nó là một lẽ, nhưng mà không nghĩa là người ta không nói xấu mình. Thật ra khi mà một người bạn thân nói xấu mình đừng bực bội. Đơn giản là cuộc sống nó là như vậy. Dạ, cuộc sống nó là như vậy đó. Bây giờ mình đòi hỏi thứ khác, tự mình khổ. Hay hoặc giả là có một người nào đó họ mời chúng ta đi đâu, đi dọc đường thì bánh xe bị bể hay là máy bị hư, chúng ta bực bội. Lẽ ra nếu mà mình không đi xe này đi xe khác á, thì nó không bị như vậy. Nhưng mà ở đó là trường hợp chúng ta đặt ra một cái giả thuyết là mình đi xe khác. Ngay từ ban đầu mình chọn đi xe này, bây giờ đi xe này bị trục trặc thì bực bội, nó phải chi đi chiếc xe khác chẳng hạn. Thì thứ gì, đó là một thái độ mà mình không có chấp nhận, không có chấp nhận sự việc. Chúng tôi nhớ rằng chúng tôi có em có một vị sư. Vị sư này thì thông thường rất là tự hào hãnh diện về việc mà mình lái xe không bao giờ bị cảnh sát bị phạt tích cách ở trong nhiều năm, bị giấy phạt của cảnh sát trong nhiều năm. Rồi một hôm bị này lái xe rồi bị cảnh sát chặn lại cho cái vé phạt, thì lúc đó vị này tức lắm, không biết phải nói như thế nào, là over speed, là quá tốc độ. Và lúc đó có cô Phật tử ngồi kế bên, thì vị sư đó nói lời trách là nếu mà tôi lái xe đó mà một mình không bị đâu, nhưng mà có Phật tử nữ ngồi kế bên tự nhiên bị vậy. Phải cô này cũng về cũng buồn lắm. Cô buồn kể đó là sư lái xe sư bị quá tốc độ, sư bị phạt, bây giờ sư đổ thừa lại có con người nữ ngồi kế bên. Thì thứ vì chúng ta thường có một thái độ trong cuộc sống là mình không có chấp nhận thực tại. Có một thi sĩ biết câu đó là đời là thế, thiên thu sầu bất vì diệt. Đời là thế. Cuộc đời rất là vậy đó. Người Nhật Bản họ đã có kể câu chuyện về vị thiền sư sống ở trong cái lều ở trên núi. Rồi một hôm có nhiều người ẵm một đứa trẻ đến, họ để trước mặt vị thiền sư và họ nói rằng cái cô gái ở trong làng nói rằng cô gái trong làng của chữ hoang và sanh ra một đứa nhỏ, và ở trong làng đã hỏi gặn cổ rất là nhiều, thì cuối cùng cô ấy khai là ông chính là cha của đứa bé này. Thì họ quăng đứa, họ để đứa nhỏ trước mặt và với những lời mạ đi chửi mắng. Và sau khi nghe câu chuyện xong thì vị thiền sư hỏi thế à, thì nghe nói thế à xong thì vị thiền sư tiếp tục nghe những lời mạ đi chửi mắng. Rồi sau đó vị thiền sư lại đi xin sữa về nuôi đứa nhỏ, và đi xin một cách rất là cực khổ, đi đến đâu cũng bị người ta chửi mắng như một rồi đó. Rồi tới có một ngày vị thiền sư đang cho đứa nhỏ bú sữa đó, thì một số người họ đi lên và họ quỳ ở trước cốc, họ lại vị thiền sư, họ nói rằng cái cô gái ở dưới làng cổ đã thú nhận thật là cổ thương một thanh niên ở làng kế bên. Và bây giờ cô gái và cậu thanh niên đó đều nhận rằng họ chính là cha và mẹ của đứa bé. Thật ra chúng tôi đã đủ oan cho ngài, nên chi hôm nay
đưa hai đứa đến để nhận đứa con về. Thì ở trong câu chuyện kể rằng vị thiền sư cũng nói hai chữ là thế à, rồi trao đứa nhỏ lại. Thì câu chuyện rất là thiền, nhưng mà ở trong đó đó nó có một cái chuyện khôi hài là khi mà chúng ta có thể chấp nhận những cái thực trạng của đời sống thì thứ gì chúng ta sẽ chấp nhận nó một cách giản dị và dễ dàng nhất. Và thường là chúng ta khó chấp nhận là tại vì mình cứ luôn luôn mình cãi chày cãi cối là lẽ ra nó phải như vậy, nó phải như thế này, nó phải như thế kia. Nhưng mà kỳ thật thì nó là như vậy đó, và cuộc sống nó là như vậy. Cuộc sống nó có tốt, có xấu, có mưa, có nắng, có vui, có buồn, có thăng, có trầm, có người này, có người khác, có những người bạn rất tốt với mình, có những người bạn rất xấu với mình. Và mình cứ nghĩ rằng mỗi người bạn phải tốt với mình hết. Và khi người bạn không tốt nữa, mình đã bực mình. Tại sao? Tại sao họ đối xử như vậy? Nhưng mà kỳ thật thì nó là như vậy đó. Đây là thế. Bởi vì Ngài Trên Xa Ngài nói ở trên câu này rằng nếu không phải thế này thì sẽ không như thế này. Nếu không phải thế này sẽ không như thế này. Thì chúng ta cứ chịu khó, tức là đọc câu là như câu thần chú cũng được, đọc đi đọc lại, có nhiều khi nó sẽ giúp chúng ta, và giúp chúng ta chấp nhận thoải mái hơn đối với thực tại. Và quả thật là đôi khi mình không hiểu câu chuyện đâu. Cuộc sống của mình, mình chỉ nghĩ có một cái chuyện đơn giản là cái gì mình biết thôi, nhưng cái mình biết chưa chắc là đúng đâu. Người ta nói đa ngôn đa quá, những người nói nhiều thì lỗi nhiều. Chưa thấy ai mà nói nhiều mà không có lỗi nhiều hết. Tại vì thế này là khi chúng ta nói, chúng ta thường hay cho ý kiến. Chúng tôi biết có một cô Phật tử đó là cô hay nói đủ cái chuyện hết, chuyện chùa, chuyện này, chuyện kia. Nhưng mà những chuyện mà chúng tôi biết đích xác đó, là 10 chuyện cô nói thì hết 9 chuyện là nó không có đúng, không đúng sự thật. Cô thấy gọi là trong gà quá cuốc, nhưng mà cô hay nói. Dạ. Người ta nói điếc hay ngóng mà ngọng hay nói. Thì những người mà nói nhiều thì thường thường là những người cho đủ thứ ý kiến về cuộc sống hết, nhưng mà cái ý kiến là không có đúng. Nó khổ như vậy. Thật ra khi mà chúng ta sẽ chấp nhận được thì rất là giản dị, cũng như vị thiền sư đó thế à. Nó là như mà rằng thì câu nói đó có đôi khi chúng ta mất cả đời chúng ta mới thấm thía được. Nếu không như thế này thì nó sẽ không như thế này. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta bước qua một câu khác của Ngài Thanh Cha. Trong câu số 2 thì Ngài nói như vậy: nếu người có người cho bạn một cái chuối vàng rực, no tròn, thơm ngọt, nhưng độc, rất độc, bạn có ăn không? Không. Vậy tại sao Đức Phật dạy dục lạc ngũ trần thú độc mà bạn vẫn cứ muốn nhắc nó vào cho đầy bụng? Câu này thì nghe tên lý giải nó đơn giản lắm thưa quý vị. Dạ. Nhưng mà trên thực tế nó rất là khó. Đôi khi chúng ta phải phấn đấu với mình rất là nhiều. Những thứ rất là độc á. Giống như hôm nay, ngày nay thưa quý vị, chúng ta bị tiểu đường. Người tiểu đường ăn nhiều thứ độc lắm, kể cả trái chuối. Ngài nói trái chuối, trái chuối độc. Còn chúng bình thường thì từ tiểu đường đôi khi đường nó lên nhiều. Trái chuối, trái nho. Nhưng rồi đôi khi biết cũng biết có người sợ, người không sợ, tùy theo mỗi người thôi. Nhưng mà phải nói rằng chúng ta nên tự nhận ra một điều rằng đôi lúc có những thứ mà chúng ta được biết là độc, nhưng mà chưa chắc là chúng ta bỏ được. Có một người chúng tôi quen đó là vì đó ăn bữa nào cũng phải có cơm hết, không có cơm không được. Ngày kia người ta báo là bị tiểu đường, mà tiểu đường thì kỳ ăn cơm trắng, cơm dẻo, gạo thơm đó, thưa quý vị, gạo dẻo đó, nó độc lắm đó. Nhưng mà vị này thì mỗi ngày ăn đồ ăn thì ít, mà ăn cơm thì nhiều. Rồi bệnh tiểu đường càng lúc càng hoành hành, đường càng cao, mắt lại càng lúc càng mờ đi. Nhưng mà vị này vẫn ăn. Đời sống của chúng ta chưa chắc là mình biết cái độc mà mình không có, mà mình có thể kiên trì được. Nên phải rất cẩn thận.
Và phải rất cẩn thận cái thái độ của chúng ta. Đức Phật gọi là ngũ trần là độc, nhưng chưa chắc chúng ta đã bỏ được. Ở trong câu số 3, hãy nhìn phiền não của bạn và nhận ra chúng là nọc rắn hổ mang. Bọn bạn không dám đụng đến rắn vì biết rằng rắn nó sẽ cắn chết bạn. Cũng vậy, hãy nhìn thấy sự độc hại trong vật độc hại và sự hữu dụng ở trong vật hữu dụng. Khi mà chúng tôi ở chùa Ngài Chánh Gia đó, thưa quý vị, có một điều là ở gần cái pháp xá, gọi là cái xá la đó, người Thái họ dùng xá la, cái pháp xá là nơi gọi là cái nhà đa dụng, chỗ đó là chỗ thuyết pháp, chỗ trai tăng, và chỉ tăng buổi trưa thì thọ thực ở xá la. Rồi từ cái xá la đó thì bước ra mấy mươi bước thì lại có một cái chỗ để rửa bát. Và cái chỗ rửa bát này đó là nơi mà chư tăng sau khi thọ trai xong đó, thì mỗi vị tự rửa bình bát, tự rửa ly, rửa cái ca và rửa những cái vật gọi là tư cụ, những vật dụng. Nhưng mà thường dùng cơm xong đôi khi có thức ăn dư. Thật ra gần cái chỗ rửa bát thì nó lại có một cái hố, cái hố gọi là hố rác để đổ xuống đó. Cái gì dư thừa hay đổ xuống đó. Và thỉnh thoảng người ta đến đó, người ta lấy cái phân hữu cơ lên đó để họ trồng cây. Thì cái chỗ mà có thức ăn dư như vậy thì chuột nó đến nhiều, thưa quý vị. Chuột đến nhiều và đôi khi trong vài ba ngày đó thì chúng ta lại bắt gặp một vài con rắn hổ mang. Lý do là chỗ nào có cơm thừa canh cặn thì chuột nó đến, mà chỗ nào có chuột thì rắn nó đến, rắn thích đi bắt chuột. Và lâu lâu chúng tôi xuống đổ nước dư ở trong bình bát và những cái thức ăn thừa trong bình bát đổ xuống hố thì thỉnh thoảng gặp rắn. Nhà sư mà người Thái và các vị sa di người Thái thì không có sợ, nhưng mà một số các nhà sư như Việt Nam hay là nhà sư Singapore, Đài Loan thì đôi khi thấy rắn cũng ái ngại. Tại nhất là rắn nó xèo ra nó bắt chuột á, mình nhìn thấy cái hình ảnh đó sợ lắm. Và chúng tôi nhớ rằng có lần chúng tôi đang đứng nhìn con rắn thì có một cái vị sư người Hòa Lan, sư đứng sau lưng á, sư nói con rắn này nó có mấy cái khoang, thấy nhìn thấy dễ sợ. Dạ, thì chúng tôi dạ nhìn con rắn thấy mình mà không quen cũng thấy lạnh mình được, tại nhìn con rắn nó đang mung mà nó có khoanh. Thì vị sư nói rằng, vị sư Hòa Lan mà sư nói rằng Đức Phật Ngài dạy rằng phiền não nó cũng độc, nó cũng làm cho mình nhức nhối, nó còn độc hơn rắn nữa, nhưng mà mình không sợ phiền não. Thật ra mỗi lần đọc cô chuyện này nhớ cái vị sư đó, chúng tôi nhớ chuyện con rắn đó. Phải nhận là quý vị vào trong rừng, khi mà mình nhìn thấy con rắn, nhất là rắn mà nó có nhiều cái khoanh vàng, khoanh đen chung quanh người nó xè bằng não, thấy nó ghê lắm. Nhưng mà mình phải mất rất là nhiều chánh niệm mình mới thấy được là cái nỗi đáng sợ đối với phiền não chính mình. Khi mình nổi sân lên, khi mình sân si lên, khi phẫn nộ lên, khi mình bị phiền não chi phối lên, thì con người mình nó hay làm những chuyện rất là cuồng dại. Mà 10 năm về sau mình vẫn nhìn kỹ lúc đó, mình thấy giá trị ước gì lúc đó mình đừng có làm tốt không biết bao nhiêu. Thật ra hãy nhìn ra phiền não của bạn và nhận ra chúng là nọc. Ngài Anh Trinh Cha Ngài nói rằng hãy nhìn ra phiền não của bạn và nhận ra chúng là nọc của rắn hổ mang. Bạn không dám đụng đến rắn vì biết rằng rắn nó sẽ cắn chết bạn. Cũng vậy, hãy nhìn thấy độc hại trong vật độc hại và sự hữu dụng trong vật hữu dụng. Chúng ta bước qua câu thứ tư. Ở trong thứ tư này Ngài nói rằng chúng ta luôn luôn không thỏa mãn
ăn trái ngọt chúng ta nhớ vị chua, và ăn trái cây chua nhớ vị ngọt. Nhiều khi quý vị Phật tử ngoài đời thì không có thấy nhiều, nhưng mà vào trong chùa thì nó có trường hợp là người ta hay vọng móng lắm. Giờ sống chỗ này thì muốn đi chỗ khác, sống chỗ khác đi muốn chỗ khác nữa. Mà nhiều người không ở yên, nhiều người không có tận dụng giờ phút hiện tại để làm cái gì cần làm. Khi ta về lại nhớ ta đi. Người Nhật Bản họ nói rằng một người vào quán bar thì nhớ thiên đường, người vào thiên đường nhớ quán bar chẳng hạn. Đó là cái gì mà chúng ta rất là dễ dàn tìm thấy ở trong cuộc sống. Ngài Rất Sắp Ba Lá, Ngài có nói rằng thế gian là khiếm khuyết, là nô lệ cho tham ái. Cuộc sống của chúng ta có một căn bệnh nguyên muôn thuở, đó là mình không bao giờ thỏa mãn và không bao giờ cảm thấy bằng lòng với bất cứ điều gì. Nhất là chúng ta sống ở trong một thời đại mà con người ít có bị gò bó và dễ dàng để than phiền. Chúng ta than phiền về đủ thứ chuyện hết. Than phiền về những người xung quanh. Có nhiều khi mình không có, mình không ai đụng chạm đến mình cũng than phiền. Và đất bằng thì nổi sóng, tự nhiên mình muốn kiếm chuyện cho nó vui nhà vui cửa. Không chịu dậy cũng kiếm chuyện. Đó là cái tật của chúng ta. Và tương tự như vậy, đời sống chúng ta luôn luôn là mình không có thắng với cái hiện tại và luôn luôn bất mãn với hiện tại. Và sự bất mãn này nó dẫn chúng ta đến một cái mức độ là dường như chúng ta lúc nào cũng muốn một cái khác hơn là cái mà mình đang có. Do mình muốn cái khác hơn cái mình đang có đó, nên mình khổ rất là nhiều. Chúng ta nhớ Sư Tội Khanh đó. Có một lần sư ngồi nói chuyện mà chúng tôi cũng có mặt ở tại đó. Sư nói chuyện với Phật tử, sư nói rằng có nhiều người cầu mong là con sẽ lấy được người con thương. Nhưng mà đúng ra thì người ta nên mong cầu mình thương người mà tôi lấy. Tại vì cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, nó rắc rối nhiều chuyện. Nếu mà mình để ý cho kỹ, con người chúng ta khó chịu lắm. Không có làm gì cho chúng ta thỏa mãn hết. Con người mình luôn luôn là muốn cái này, muốn cái kia. Hồi chúng tôi ở chùa Từ Quang, có lần Pháp Sư Thông Kham. Pháp Sư Thông Kham ngày xưa là một nhà sư rất là nổi tiếng, là một vị Pháp Sư rất là nổi tiếng. Sau này hoàn tục, tuy hoàn tục rồi nhưng mà bỏ nhiều thì giờ ra viết kinh điển Phật Pháp đó. Thì Pháp Sư Thông Kham được mời đến để nói Pháp ở tại chùa Từ Quang đó. Thì lúc đó có một người hỏi Pháp Sư Thông Kham trong lúc uống trà, hỏi Pháp Sư lúc này Pháp Sư có an lạc, có khỏe không? Thì Pháp Sư mới nói rằng thật ra mình có năm quẩn là mình đã mệt rồi, vì cộng thêm năm quẩn nữa thì nó, cái mệt nó đang tăng gấp hai. Đời sống chúng ta y hệt như vậy. Bây giờ cũng vậy chứ quý vị. Mình đến sự mình nghĩ rằng đi chùa của đám đông là vui, sống của người này người kia là vui. Nhưng mình nhớ rằng năm quẩn nó đã phiền rồi, cộng thêm năm quẩn, cộng thêm năm quẩn, cộng thêm năm quẩn nữa, thì cái phiền nó cứ nhân lên. Đời sống đơn giản như vậy. Và chúng ta có một căn bệnh muôn thuở là khát ái. Khát ái là một cái sự ham cầu, khao khát mà không bao giờ thỏa mãn hết. Nó tương tự như ngứa mà bị ngứa, gãi hoài nó không hết ngứa. Hay là mình khát nước vì ăn mặn, do đó mình uống nước hoài nó cũng không có hết khát. Và đó là điều mà Ngài nói rằng mình ăn trái ngọt thì nhớ vị chua, và ăn trái chua thì nhớ vị ngọt. Ở trong câu số 5, nếu trong túi bạn để vật hôi thối thì đến đâu bạn cũng ngửi thấy mùi hôi thối. Đừng than phiền chỗ này hôi hay chỗ kia hôi. Và chúng ta hay nghĩ rằng mình đổi cảnh, đổi chỗ là một việc sẽ khác đi. Nhưng mà nếu trong tâm tư chúng ta là một cái thùng phiền não thì mình đi đâu cũng mang nó theo hết. Người phiền não đi lúc đầu đều có phiền não. Và chắc chắn như vậy. Nên người ta hay có ghi lại một cái tâm trạng, cái hồi ký là
một người mà trong lòng có những điều u uẩn, giờ họ đi đến trên trời góc biển nào thì họ mang theo những u uẩn đó, nó luôn luôn là vậy. Dạ, luôn luôn cuộc sống của chúng ta nghĩ lại trong cuộc đời này, thường là cái giải pháp mà thay đổi chỗ nó không nhất thiết là tốt hơn. Khi chúng tôi ở Kanchanaburi thì chúng tôi nhớ rằng có một cái vị sư đến xin cái vị sư cả ở cái chùa đó, là vị sư này muốn được được tá túc ở chùa. Thì chúng tôi hơi ngạc nhiên là vị sư cả nói với vị đó đó là tôi chấp nhận sư đến ở, nhưng mà sư cứ về chỗ sư đang ở bây giờ, ở thêm một tháng nữa, rồi sau một tháng sư đến gặp tôi. Thứ vì sau tháng chúng tôi thấy không thấy vị ở đến, không thấy vị đến, thì chúng tôi có nhắc ngày cả là tháng trước có vị sư đến là sư ở, sau tháng này không thấy vị đến. Thì vị sư cả sư cười, sư nói là sư đó đó từ hổn xuất gia tới giờ là 7 năm mà chỉ rằng ai cũng biết là tuy là tu ở trong rừng nhưng mà bị đi hoài không có chỗ nào bị ở được hết á. Chỗ này thì chê là nó bất tiện, cái này nó không thoải mái, cái kia rồi đi chỗ kia thì nó có những vấn đề đó, tại vì này đi hoài, do đó khi bị đến này sinh đó thì đã biết như vậy rồi nên không có từ chối, mà chỉ nói rằng đi về một tháng trở lại. Thì quả thật sau một tháng bị sư là đổi ý rồi xin đi chỗ khác. Thì như vậy có nhiều trường hợp trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, là mình để một cái vật hôi thối ở trong túi mình, mình đi đâu cũng nghe hôi hết. Dạ, tại vì sao? Nó mở trong túi mình, nó không phải ở bên ngoài. Thì như vậy phiền não ở trong tâm mình, phiền não đó là phiền não, mình không chấp nhận nó, mình cứ nghĩ rằng tại ông A, tại bà B, tại người này, người kia, tại cảnh này, cảnh kia mà mình buồn, tại sao mình cứ đi hoài. Nhưng một lúc nào đó mình phải thấy được vấn đề, vấn đề nằm ngay ở trong nội tại của mình. Hãy đặt lại vấn đề. Thì đây là điều Ngài Chánh Cha Ngài muốn nhắm cho chúng ta. Phật giáo Đông Phương ngày nay chẳng khác nào một cội cây to lớn, nhưng chỉ trổ những cái nhỏ không hương vị. Phật giáo Tây Phương chẳng khác một cây non nớt chưa ra hoa kết trái, nhưng có khả năng trổ những trái to. Thật ra đây là một câu nói mà có một người đến hỏi Ngài Chánh Cha về sự khác biệt giữa Phật giáo Tây Phương và Phật giáo Đông Phương sau cái chuyến mà Ngài đi bên Anh Quốc về. Lần đầu tiên Ngài ra nước ngoài theo lời mời, và Ngài đến Anh Quốc, ở đó Ngài đã thiết lập một cái ngôi chùa gọi là Chishurst ở Devon. Thì thưa quý vị, Ngài Chánh Cha Ngài thường dạy rằng cái gì chúng ta cũng vô thường theo thời gian. Một cái cây mà nó đã mọc ở trên một mảnh đất quá lâu thì nó gọi là bị lão. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ ở bên ngoài đó có hai cái cây mà chúng tôi nhớ hoài, là một cây vú sữa và một cây dừa. Cái dừa mà khi nó lão thì nó cao, thật cao, và cái trái nó đều lắm, trái nó đẹp, nó nhỏ. Nó cao quá rồi không có ai muốn hái nữa. Và chúng tôi nhớ hồi nhỏ cũng ai nghĩ là đúng cây đó làm gì, tại nó cao vợi trên mà đeo lên cũng cực, mà lấy cây mà để mà kéo trái xuống thì kéo không nổi, tại nó cao lắm. Và chúng tôi cũng nhớ ngoài ngoại có cây vú sữa, nó mọc cũng lâu đời, không biết bao nhiêu đời rồi, phân nửa nó nằm ngoài mé sông và phân nửa thì nằm ở trên đường. Nhưng mà bởi vì nó lão quá rồi thì nó cằn cỗi, giống như người già mình vậy đó. Và khi cằn cỗi thì nó ra trái, mà trái nhỏ lắm, trái không có ngon. Cũng như ở Mỹ này vậy, vị nào mà sang California thì có một loại cây gọi là cây olive á, cây olive người ta trồng thời gian 70-80 năm rồi thì
nguyên cả cái vườn ô liu đó, người ta phải bứng những cây lão họ bán đi, mặc dù cái cội cây rất là đẹp nhưng mà cái trái của nó thì không còn, không ra lớn nữa, nó nhỏ 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 thôi mà nó không có được nhiều, là cứ bị lão hóa. Thì Phật giáo đã đến với Đông Phương thời gian rất lâu và chịu cái định luật vô thường. Một thời nào đó, đó người ta học Phật, người ta rất hoan hỷ và người ta tập rất là tinh tấn. Nhưng mà rồi với một cái thời gian dài thì cái gì nó cũng có cái sự cằn cỗi của nó. Ngày nay thưa quý vị, sở dĩ mà người ta có nhiều cái đạo tràng, người ta có nhiều cái pháp tu, người ta có nhiều cái này cái kia là tại vì chúng ta phải nhìn nhận rằng Phật giáo Việt Nam đã có mặt trên quê hương Việt Nam 2000 năm qua và nó cũng có cái lão hóa của nó. Dạ, cũng có cái lão hóa. Thật ra có nhiều người họ bày ra cách tu này cách tu khác tại vì họ nghĩ rằng họ muốn làm khác đi. Nhưng mà cùng lúc đó, thì Ngài Sinh Trang nói rằng Phật giáo Tây Phương thì còn chưa có ra hoa kết trái, tức là không có cộng đồng lớn, không có nhiều vị cao tăng, nhưng mà có cái tiềm lực để trổ những trái to và ngọt, tại vì nó mới. Dạ, tại vì cái cây còn tơ, còn trái chiến. Trái chiến thì trái đầu mùa. Vì vậy cái tinh thần của Phật pháp muôn thuở đó là không có đóng khung, không phải nói là phải Phật giáo phải dựa vào một dân tộc, một nền văn hóa, mà Phật giáo là một cái tôn giáo mà phát triển tùy theo cái văn hóa, điều kiện địa phương. Và chính vì điều này đó nên cái sự chuyển hóa rất lớn. Dạ, sự chuyển hóa rất lớn, lớn lắm ở những cái vùng đất mới. Như trường hợp ngày nay chúng ta sang bên Úc hay sang bên Anh, sang một vài quốc gia Âu Châu hay các trường thiền ở Mỹ này cũng vậy. Cái người đến tu thiền rất là nhiều. Dạ. Người Việt Nam mình hay cất chùa, mình hay để tên là thiền đường, thiền đường, nhưng mà thật ra cái thiền đường mình nó đôi khi nó không có cái thất để người ta tu thiền nữa, chỉ có cái chánh điện thờ Phật thôi gọi là cái thiền đường. Nhưng mà người Mỹ và những cái trung tâm tu thiền có rất nhiều và họ có cái cơ ngơi rõ ràng lắm. Một người đến tu thì có những âm thức cho người đã tu tập và có nhiều thứ, có nhiều cái để quý vị chờ chúng tôi một chút. Xin hỏi quý vị có nghe lại được không? Dạ. Dạ, vì vậy có một có một điều ở trong cái sinh hoạt Phật giáo đó, chúng ta chấp nhận một cách tự nhiên, đó là chúng ta không có độc quyền, hay là chúng ta không có nghĩ rằng phải là cựu trào, phải là khai quốc công thần, mà cái tinh thần của Phật giáo là tùy duyên. Ở mỗi một trường hợp có nhiều khi bị người học trò đó lại có thể phát huy quang đại, làm tốt hơn người thầy. Một bài học mà chúng tôi học hồi nhỏ đó là thứ vị Ngài Tịnh Sự đó. Ngài là một vị gọi là sư tổ của A Tỳ Đàm. Ngài về Việt Nam chuyển dịch tăng A Tỳ Đàm sang tiếng Việt và Ngài có nhiều cái bước tiên phong vào trong việc giảng dạy A Tỳ Đàm. Nhưng mà rồi sư trưởng đó, thì dĩ nhiên là về A Tỳ Đàm là Ngài Tịnh Sự là
chúng ta phải nói là Ngài là bị thầy đi trước, nhưng mà sư trưởng lại là người dạy ra nhiều đệ tử xuất gia học về Ashtanga và truyền bá rộng rãi hơn. Thì điều này không có nghĩa là chúng ta phải đem so sánh giữa Ngài Tịnh Sự và sư trưởng. Nhưng mà Ngài Tịnh Sự, Ngài không có đặt nặng về vấn đề nuôi tăng, đào tạo những vị mà thừa tiếp. Mặc dù Ngài rất muốn đó, nhưng Ngài không có duyên làm việc đó. Sư trưởng thì rất là chú trọng dạy dỗ chư tăng và mở những lớp Phật, lớp dạy Phật Pháp, dạy lớp Ashtanga, để làm sao ngày càng có nhiều vị giảng sư giảng, để sư trưởng có thể làm được nhiều việc. Chỉ ở đây, nó là một ví dụ cho chúng ta thấy rằng không có nên mà đặt cái sự so đo, so sánh là cái vị này hay, vị kia dở. Ngài Tịnh Sự thì Ngài là người tiên phong, khai khẩn con đường, và sư trưởng là người thừa tiếp, làm cho con đường được rộng hơn, được đẹp hơn. Thì dù là người đi tiên phong hay là cái người đi sau làm đẹp hơn, thì cả hai đều có ý nghĩa hết. Chúng ta hay câu nệ, thưa quý vị, chúng ta hay câu nệ là đạo Phật phải chỉ là như vậy mới phát triển. Chúng tôi có nghe một vài nhà sư ở bên Mỹ, họ than là Phật giáo Tây Tạng thì một lúc giống như là Phật, giống như Do Thái giáo hay là Ấn giáo. Do Thái giáo thì gắn liền với dân tộc Do Thái, còn Ấn giáo thì gắn liền với người Ấn, và Phật giáo Tây Tạng thì gắn liền với Phật người Tây Tạng. Nó có một điều như vậy là trong cái hệ thống của Phật giáo Tây Tạng đó, thì gần như là những cái tinh hoa nó chỉ nằm ở người Tây Tạng, và cái tinh hoa đó khó được chấp nhận ở những cái người ở sắc tộc khác, dù là người Mông Cổ hay là người Nga theo Phật giáo Mật Tông rất là lâu đời. Chúng tôi không rõ đó là những nhà sư này than phiền có khách quan bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi biết rằng khi một tôn giáo mà gắn liền với một dân tộc, dù dân tộc là dân tộc nào đi nữa, thì nó đều tạo nên những cái rào cản để không có phát triển được. Cách nói Ngài Chân Cha là một cách nói rất là thoáng. Và Phật giáo ở tại Đông Phương như một cái cây già cỗi, và không thể nói rằng Phật giáo Đông Phương luôn luôn chuyên chở được hết. Chúng tôi phải nói thật với quý Phật tử là ngày nay người Tây Phương họ có những bộ tam tạng tiếng Anh, có những tập sớ được chú thích rất là tốt ở trong việc nghiên cứu Phật Pháp. Chúng ta đừng nghĩ là Phật giáo họ mới rồi, không có. Ví dụ như là Ngài Bodhi hay là Anamoli hay là nhiều dịch giả khác, họ làm rất là tốt ở trong việc chuyển dịch Phật Pháp ra Anh ngữ. Thì chúng ta phải chấp nhận một chuyện là theo thời gian đó, thì nó có cái biến dịch, nó có thay đổi. Nhưng một đạo Phật trẻ trung trên một vùng đất mới, nó luôn luôn có cái tiềm lực rất khác với cái cây đã lão rồi, trên một vùng đất cằn cỗi lâu đời. Chuyện đó là chuyện phải chấp nhận, chúng ta sẽ làm khác hơn được. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, nha kính bạch thượng tọa chân đẳng, trong rung chúng con hết nghe thượng tọa rồi, kính thỉnh thượng tọa cùng bạch lại ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, không biết là trong mơ điện đàn có nghe được là gì không ạ? Dạ cảm ơn sư Ngọc, cảm ơn sư Quang Nguyệt. Dạ vậy chúng ta chờ thượng tọa cho nặng một chút.
Dạ, xin lỗi quý vị, có nghe lại được không? Dạ. Dạ, thưa quý vị, ngày nay cuộc sống của chúng ta đa dạng hơn, phong phú hơn. Chúng ta có chiều rộng hơn là chiều sâu. Chúng ta biết được nhiều hơn người ông bà ngày xưa. Nhưng mà trong cái biết của chúng ta nó hơi hở. Biết đó gần như là nó là một cái điều tự nhiên. Nhưng mà trong cuộc tu á, thì ngược lại đòi hỏi chúng ta có chiều sâu, chịu khó suy nghĩ và chịu khó tập trung ở trên một cái lĩnh vực nào đó, hơn là chúng ta lan man đủ thứ chuyện hết. Nên Ngài Sanh Cha người nói rằng ngày nay người ta suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ đủ thứ chuyện hết, có nhiều điều để say mê thích thú, nhưng mà không có gì thật sự trọn vẹn. Tại vì nhiều quá mà đâu có điều gì trọn vẹn. Trong câu số 8, Ngài nói rằng không phải chỉ cần gọi nước lã là rượu thì nước lã đức khắc thành rượu. Bạn biết rõ điều đó. Vậy mà khi uống rượu, bạn bảo rượu là nước lã và uống tự nhiên, như vậy có phải là điên khùng không? Cái đó là cũng đặc biệt. Tại vì mình thấy cái này như mình gọi tên khác thì nó không thể là cái khác được. Cái tên có thay đổi nhưng mà nó vẫn là nó thôi. Thì mình không thể lấy nước lã mình gọi đó là rượu được. Chữ nào ăn đồng ý hết. Nhưng mình lấy uống rượu mình bảo uống nó giống như uống nước lã thôi thì cái chữ đó cũng sai. Uống nước lã là nước lã, uống rượu là uống rượu, chứ không thể nào mà mình uống rượu mình nói đó là nước lã được. Thì thưa quý vị, ngày nay chúng ta có nhiều thứ mới nghe thì thấy giống như vô hại. Và thấy vô hại, mình đặt cái tên nó khác đi. Nhưng mà không nghĩa là mình đặt tên nó khác á, thì nó sẽ bằng cái tên cách khác. Đặt tên nó khác, nhưng mà nó cũng là thứ đó thôi. Ví dụ như là chúng ta dễ ngươi, chúng ta giải đại, thì thay vì dễ ngươi giải đại thì chúng ta đặt cái tên thư giãn. Thư giãn, cái gì để thư giãn cho nó nhẹ nhàng chút. Nhưng mà không phải là mình nói là thư giãn nhẹ nhàng, mà trong lúc mình giải đại thì giải đại đó nó không có hại. Giải đại thì muôn thổi nó vẫn là giải đại thôi. Chứ không thể nào cũng giống như mình nói rượu là rượu thôi. Chứ không thể nào mình đặt cái, lấy tên nước lã mình đặt là rượu được. Mình đặt cho rượu được. Nếu lấy nước lã đặt cho rượu mình uống không có sai, nếu uống vẫn sai như thường. Thì ở đây có những cái bất thiện pháp mà bây giờ chúng ta đổi thành những tên rất đẹp. Chúng tôi nhớ rằng Sơn Đông Bẹp Lâm ở miền Nam có những cái từ vựng họ gọi nhiều thứ rất là đẹp. Đó là cái cách gọi như vậy. Nhưng cái thực chất thì nó không phải như vậy. Ví dụ như là nghĩa vụ lao động hay là nghĩa vụ quân sự, hoặc giả là nhà xuất bản sự thật, hoặc là tên là dân chủ hay là tự do. Ngày nay chúng ta xài những danh từ rất là khách sáo để chỉ cho những điều rất là tệ hại. Nhưng mà không có nghĩa là mình dùng cái tên đó mình chỉ mà nó là biến chất đi được. Tên là cái tên mà cái thực chất là thực chất. Thật ra về điểm này thì thật ra rất là khó thay đổi. Câu số 9 là người ta thường có thói quen nhìn ngắm bên ngoài. Chẳng hạn khi họ nhìn giảng đường này, họ nói giảng đường này thật lớn. Thật ra nó chẳng lớn chút nào. Nó lớn hay không tùy theo quan điểm của người ta mà thôi. Thật ra giảng đường này nó chỉ vậy thôi, chẳng lớn mà cũng chẳng bé. Thế nhưng người ta luôn luôn chạy theo cảm quan của mình. Người ta bận rộn nhìn và đánh giá mọi vật chung quanh mà không có thời giờ nhìn vào chính mình. Người ta hay đánh giá. Đi đâu mà đánh giá hết. Đánh giá cái này đẹp, cái kia xấu. Mà một lúc nào đó thì chúng ta nhận rằng cái đẹp, cái xấu mà chúng ta nói đó, nó chẳng có cái ý nghĩa gì hết. Như là nói là mình nhìn chẳng đường, nó chẳng đường này lớn. Nếu mà so với cái nhỏ thì nó là lớn, mà so với cái lớn thì nó là nhỏ. Và mình là người có trí, mình hiểu rằng cái gọi là lớn, cái gọi là nhỏ thực ra nó chỉ là một cách nói thôi. Nó chỉ là một cách nói.
Chú Lợi nhớ hồi xưa chú Lợi ở California có một lần chúng tôi đi với một vị thầy đi ngang một cái nhà thờ của Việt Nam ở Santa Ana, ở New Orange County. Thì quý vị biết là thời gian đầu Phật giáo thì nghèo lắm, mà bên Thiên Chúa giáo thì tứ họ giàu, giáo dân đông mà là đóng tiền bạc làm cái nhà thờ rất là giàu bề thế. Thì cái vị thầy đó thì thầy cũng có cái hơi bi quan. Thầy đó không biết tại sao cái đạo Thiên Chúa giáo mình qua nói là chân lý hay là không phải chân lý, chứ thấy nhà thờ nào họ cũng giàu cũng đẹp quá, mà chúng tôi lặp lại thì không có bằng thầy. Thầy thì thầy lặp lại nghe rất là áo não lắm. Tại vì thật ra thì hồi thầy tu thì thầy chưa bao giờ thấy những ngôi chùa lớn ở bên phương Đông như ở Nhật Bản, ở Thái Lan, mà thấy những ngôi chùa ở Việt Nam hay là ở bên Mỹ đôi khi nó sập sệ. Việt Nam hồi thời đó, chúng tôi nói cách đây 30-40 năm. Thì thứ gì sau đó khoảng nửa tháng, không biết có cái việc gì đó, lâu quá chúng tôi cũng quên rồi, nhưng mà có cái chuyện ta mời ở trên Las Vegas, và cũng 7-8 thầy đi một xe van đi qua bên đó đi dự lễ, hình như lễ ăn vị Phật của một ngôi chùa nào bên đó. Và trong lúc chờ đợi thì người ta chở quý thầy đi chung quanh cái Las Vegas Strip. Chỗ đó là một con đường mà có rất là nhiều những cái casino, mà đặc biệt là chở đi ban đêm, thứ vì đèn sáng mà vĩ đại lắm, casino Las Vegas rực rỡ. Thì chúng tôi nhớ có vị hòa thượng mới nói với thầy đó rằng hôm trước thầy thấy nhà thờ rất to lớn quá thì thầy hơi mặc cảm, nhưng thầy thấy đâu phải ở đây chỉ có nhà thờ to lớn đâu, mà sông bài nó cũng lớn vậy đó. Nhưng mà sông bài lớn cũng không có nghĩa là sông bài lớn là chân lý đó thầy. Thầy cười là tại vì thật ra khi mình ra ngoài mình lượng định đó, là chùa đạo này có chùa to, đạo kia có đồ chúng lớn đông đảo vân vân, cái lớn cái to như vậy bây giờ nó nhiều lúc nó vô nghĩa lắm. Chúng tôi nhớ ở bên Mỹ thì người ta hay đánh giá những cái cuộc mà vận động chính trị đó, đầy cả cái sân vận động, sân vận động đầy cái sân vận động, đôi khi những con số là mấy chục ngàn người, 5.000 người, 3.000 người đến để nghe một ứng cử viên tổng thống, một chính khách nói tới họ, họ xem là cái đó là dấu hiệu chiến thắng. Nhưng mình ở đây lâu thì mình thấy cái đó tương đối. Nhiều lúc mà một ứng viên mà có thể có được một đám đông rất là lớn cũng thất cử, mà có những ứng cử viên mà không có rầm rộ nhưng họ vẫn thắng cử. Thì về việc này chúng ta nên thấy được rằng cái mà mình gọi là lớn là bé, là tốt là xấu, nó chỉ là cảm quan. Và ngày một lần nữa người nhắc rằng người tu không có nên đặt nặng về cái chuyện ở bên ngoài, mà nếu có thì giờ hãy nhìn vào chính mình. Mình đang thở vô hay đang thở ra, tâm mình đang phiền não hay không phiền não, mình ngồi đó có ý kiến về cuộc đời hoài, không đi về đâu hết. Giống như bây giờ mình ra ngoài bãi biển mà mình nhìn, mình nói biển ở đây đẹp quá hay thời tiết xấu quá, mình chê khen cả buổi trời thì biển là biển, bầu trời là bầu trời thôi, không đi về đâu hết. Nên chuyện rất là đơn giản là chúng ta nhìn vào chính mình. Trong câu số 10 ngài nói rằng nhiều người chán nản mệt mỏi và biến nhát trong hành thiền, dường như họ chẳng muốn giữ Phật pháp trong tâm. Nhưng có ai chửi mắng họ, họ sẽ nhớ mãi suốt đời. Vậy mà khi giáo pháp dạy họ phải điều hòa, phải tu túc, phải nhiệt tâm thực hành thì họ quên mất tiêu. Tại sao không giữ giáo pháp trong tâm mà giữ chi những lời mắng chửi đó? Câu này chúng ta viết lại và chúng ta dán ở trong phòng chúng ta. Thưa quý vị, có người mình nhiều khi mình khổ nó cũng đáng lắm. Tại vì sao khổ đáng? Tại vì những điều Đức Phật dạy rất là hay, rất là đẹp mà chúng ta không nhớ. Chúng ta nhớ toàn là chuyện mà
thị phi chuyện phiền não, những người này nói xấu mình, chuyện phiền mình, những cái chuyện mà không có đáng nhớ mà chúng ta nhớ, chuyện đáng nhớ không nhớ bao giờ. Nếu chúng ta nhớ được lời Đức Phật dạy trong lòng đó, thì là chúng ta hạnh phúc hơn nhiều. Có những người thứ vị ai nói họ một câu hay làm họ một điều gì họ phiền, họ ghim trong bụng 10 năm. Một cái câu mà người ta nói rằng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn á, mới nghe thì rất là hay nhưng thực sự nó dở. 10 năm mình để trả thù không phải là quân tử đâu. Dạ, chờ 10 năm để trả thù, cái đó còn trễ hơn tiểu nhân nữa. Tại vì sao vậy? 10 năm á, để nhớ món hận thù nhớ làm cái gì? Lỡ mình nhớ được 3 năm rồi, mình chết rồi sao? Chắc là suốt đời mình hận thù. Thật ra mình nghe nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Câu mới nghe thì nó có khí khái thật, nhưng mà nó rất là dở, dở lắm. Dạ. Thật ra nếu chúng ta có khả năng để buông xả, có khả năng để tha thứ, có khả năng để nhớ những điều đáng nhớ, những điều rất đẹp, ngay cả những điều mà Ngài Chân Cha Ngài nói ngày hôm nay, nếu mà chúng ta nhớ được, thưa quý vị, thì chúng ta cũng là quân tử nữa. Chúng ta là bậc thiện trí, chúng ta là người biết thương chính mình. Cái vấn đề rất là đơn giản là người ta nói xấu mình một câu, mình nhớ bao nhiêu năm cũng còn nhớ. Mà ngay cả ta làm tốt cho mình không nhớ đâu. Chúng ta phải nói thật là ở trong cuộc đời này mình ngồi mình nghĩ lại đi. Cái người tử tế với mình nhiều lắm, nhiều vô cùng. Mình không nhớ. Hay hoặc giả là người ta có 100 chuyện tốt với mình thì mình lại không nhớ. Mà người ta có một chuyện không tốt mình nhớ. Nó khổ như vậy. Có người chúng ta đôi khi nó rất là tệ, thưa quý vị, rất là phũ phàng. Phũ phàng là người ta làm tốt cho bao nhiêu điều mình không nhớ mà lại nhớ những điều không tốt. Dạ. Câu sau cùng là cho mình hơn người là trật rồi, mà cho người bằng mình cũng là trật nữa, cho mình thua người cũng trật luôn. Yeah. Mình sống mà mình nghĩ rằng người ta hơn mình trật, nói ta bằng mình cũng trật, mà nói ta thua mình cũng trật luôn. Tại vì sao vậy? Nghĩ mình hơn người thì kiêu căng sẽ nói vậy, mà nghĩ mình bằng người thì sẽ kiêu xíu kính trọng một khiêm nhường, mà nghĩ mình thua người thì dục trí thiếu tự tin. Mình thử nghĩ, mình nghĩ để làm cái gì? Nghĩ để phiền não thôi, chút để làm gì? Vì Đức Phật Ngài dạy rằng cái mạng á, mạng là mình thua ý thua nghĩ bằng, và thua nghĩ hơn, bằng nghĩ bằng nghĩ là thua, bằng nghĩ hơn, hay là hơn nghĩ là hơn nghĩ bằng, hơn nghĩ thua. Cả chính cách nào cũng là chữ mạng. Chữ mạng là so sánh. Đó, người ta nói đừng so sánh trái cam với trái táo. Mỗi người đều có sự đóng góp, mỗi người đều có một giá trị sống. Và mình nghĩ rằng mình hơn người khác cũng là kiêu mạn, sân khởi. Mà nghĩ mình bằng người khác thì sẽ mất đi cái sự cung kính khiêm nhường. Và mình nghĩ mình thua người khác một thiếu lòng tự tin. Thì nó không có gì tốt ở đó. Thì thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử qua những câu nói Ngài Chân Cha trong cái quyển sách mà chẳng có ai cả. Đúng là cái quyển sách này có cái tên nguyên tắc là No Ajahnya, tức là không có Ajahnya. Ý mà Ngài muốn nói một điều rằng điều quan trọng của cuộc sống không phải là có Ngài Chân Cha hay không có Ngài Chân Cha. Điều quan trọng là mình đang thở vô hay đang thở ra, mình đang bước tới hay bước lui, mình đang suy nghĩ cái gì, điều đó quan trọng. Mà tất cả những cái giả tướng, giả danh thì chỉ là giả hết, chứ không có nào thật cả. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ thỉnh Chư Tăng tụng kinh Sách Sanh Số 8. Và một lần nữa, như chúng tôi có nói quý vị rằng ngày 18 tháng 3 đó, tức cách đây 2 tháng, thì chúng tôi có cái ý nghĩ là sẽ thực hiện một chương trình tu học đặc biệt khoảng 1 tháng. Nhưng mà rồi thấy rằng đại dịch vẫn còn, nên chúng tôi tiếp tục thêm 1 tháng nữa. Thì hôm nay chúng tôi muốn hỏi ý kiến quý vị Phật tử là chúng ta có nên tiếp tục cái chương trình tu học đặc biệt này không? Hay là chúng ta nên trở về bình thường, tại lúc này quý vị bắt đầu phải đi làm rồi.
Quý vị đi làm nhiều nơi chứ cô không có, không có phải cách ly ở nhà nữa, nên cũng muốn tham dự chứng quyết. Quý vị Hoa Kỳ, nếu quý vị bị nào ngại không có thẳng, quý vị có thể text message cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ghi nhận ý kiến quý vị và thử xem coi chúng ta có nên tiếp tục hay không. Bây giờ thì xin được kính thỉnh Đại Đức Từ Tri, Sư Nguyên Thông và Sư Cô Trụ Duyên Hoa Kỳ tụng kinh Tathā Sutta, kinh Châu Báu. Thỉnh Đại Đức Từ Tri tụng cho phần phản ứng một lần, sau đó là Sư Nguyên Thông tụng cho một lần, và bằng tiếng Phạn, cả hai vị tụng Phạn và Sư Cô Trụ Duyên tụng cho phần tiếng Việt. Và giờ xin được kính thỉnh Đại Đức Từ Tri. Dạ con kính lãnh lễ cho Thượng Đức, kính chào đại chúng, xin phép đọc bài kinh Tathā Sutta. Panithana tu patha yatatha gata sadasa baramiyo daso paparamiyo dasa baramatha baramiyo incha maha paricca geti so chariya pachima phagwe gapha wakkan ting cha ting Apinikamanang batana chariyang bodhi banlan ke marawichayang sapang yutang yana pativetang Nawaloko taratham meti sape bime bodhagune awadwa Vesaliyati subakarantare sutiya marating paritang karanto Ayasma ananda teru uyakaruna jitang uktabetwa kote satasahase Suchakawale sudegwata yasa nambatigan hanti yeng chawesa liyampure Roga manosaduk fika samputan tigwitang fayang kipamantara thabe siparitantang panamahe Yani thaputani samagatani pumbani Vaya niwanta likhe sape vaputa sumana Bhavantu atho visaka chasunantu pasitang Tasmahi putani sametta sape metang karota manusiya pachaya diwacharato Jaharanti ye paling tasma hine rakata apata yang kinci witang itawahurang Wasake suwayang ratanang panitang nano samang ati tathagate Naidam vibuate ratanang panitang ete nasache nasuwate hotukhayang viragang Matang banitang yada chaya sakya muni samahito nate na thamme na samati kinchi dambi thamme Ratanang banitang ete na sache na suvati hotu yambuata sato pariwana yisu ching Samati manantari kanyama ho samati nate na samu na vichati dambi thamme Me tanang bani tang ete nasace nasuwati hotu ye pukkala hata satang basatha Chattari etani yugani hantite dakhinai jasugata sasawaka Ete sudinnani mahapala naidam visankhe ratanang bani tang Ete nasace nasuwati hotu ye sopayota manasadan he nanikamino Gautama sasanam hite bhati bhata matang vigai halatha muthani puting Punchamana idam visankhe ratanang bani tang Ete nasace nasuwati hotu yating dakhilo patawing sito siya Chatopi vate pi asambakam biyo tatu pamang sapurisang Vadamiyo ariya sachaniya vechaba satidam biyanghe ratanang panitang Ete nasache nasuwati hotu ye ariya sacha Vivipa vayanti rampi dabbanye nasudesita
Nikin cha bi te hon tu pu sa pa ma ta na te pa wang a ta ma ma. Yan ti dam bi sang khe ra ta nang pa ni tang. E te na sa che na su wa ti ho tu sa ha wa sa da sa na sam pa da. Yataya su tham ma cha hi ta pa wan ti sa ka ya di ti vi chi ki chi tang cha si la pa tang. Wa bi ya da ti kin chi cha tu ha ba ye cha we pa mu to. Chacha phetha na vi apapho ka tum hidam vi sankhe ratanang panitang. Ete na sache na suvati ho tu kim cha viso kammang karoti babakang. Kaje na vacha yudache tasa vapapho so ta sapati chada. Yapapata disabasa vuta hidam vi sankhe ratanang panitang. Ete na sache na suvati ho tu vana pagumbe yatha pusita ke imha namase pathamasmin gimhe tathupamang thamma varang adesa yinipanagamin paramang hita jairam vipute ratanang panitang ete nasache nasuvati ho tu varo varangyu varado varaharo Anuttaro thamma varang adesa hiram vipurthe ratanang panitang Ete na sache na suvati ho tukhinang puranang Navang napti sampavang virata chitta yatike pavasming Tekhi na vicha virunhi chanda nipbanti thira Yathayam paripu idam visankhe ratanang panitang Ete na sache na suvati ho tani taputa ni samagata ni pumma ni vaya ni vantalike tathagatang deva manusa buchitang Buthang namasama suvati ho tani taputa ni samagata ni pumma ni vaya ni vantalike tathagatang deva manusa buchitang Thammang namasama suvati ho tu yani taputa Samagata ni pumma ni vaya ni vantalikhe Tathagatang degva manusa puchitang Sankhang namasama suvati ho tu Dạ, con đã đọc xong lời kinh Đa Tana Sutta. Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Kính cung thỉnh Xuân Thông tiếp tục với phần phản ngữ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lệnh sư phụ. Giáo đảng tụng kinh bài Đa Na Sutta, kinh Châu Báo bằng tiếng Phạn ngữ. Con tuân kính đảnh lễ Phật để ngợi Pháp để dược tăng. Panita na tho pa tha ya ta tha ga ta sa da sa pa ra mi yo da sa u pa pa ra mi yo da sa pa ra ma tha pa ra mi yo pang cha ma ha pa ri cha ge ti so cha ri ya pa ki ma pa ve ga pa va kang in cha tin a phi ni ka ma nang Phát tha na cha ri yang bo di pa lanh ke ma ra vi cha yang sa ban nhu tan nha na pa ti ve thang na va lo ku ta ra tham me ti sa be pi me bu da gu ne a va chi toa ve sa li ya ti su pa ka rang ta re tu ti ya ma ra tin Pariyutang taronto ayasma anang dathero viyakarun yachitang upathapetwa ko tisata sahase chuchakavale sudevata yasanang patigang hantiyang chavesa liyang Pure roga manusadu pisamputang tivitang fayang khip bamang tarathape siparitang tang Fana mahe yani daputa ni samagata ni pumma ni vaya ni vam talike sape vaputa sumana pavang Tu atho bisakat chasunang tufasitang tasma hiputa ni sametha sape Mây tăng cà rốt thả ma nụ sĩ gia pa cha và đi va cha rạc tô cha hà răng chỉ dê bà linh tas ma Hì nê rạc khả ta áp bà mát ta dặn kiên chỉ vi tăng y thơ va hú răng va sát ghê sù va dân rá ta năng pa ni tăng na nô sa măng a thị ta tha gà tê na y đam bi bùa thê Ratanang pani tang e te na sakche na suva thi ho tu kha yang vi ra gang amatang pani tang yada chaga sak yamuni samahito na te na samme
na sa thi kiên chi đam bi tham mê ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu giang bua ta sa tô pa ri văn na di su chin sa ma di ma nan ta ri cam nhà ma u sa ma thi na tê na sa mô na vi cha ti đam bi mê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê bua gà la a ta sa tăng pa sa ta cha ta ri ê ta ni yuga ni hon ti te da ki ne ya su ga ta sa sa va ka e te su ni na ni ma ha pa la ni i dam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sak che na su va thi ho tu je su ba yu ta ma na sa dan he na ni ka mi no go tu ma sa sa nam ni te pa ti pa ta ama tang vi ge ha la da mu da ni bu tiên hi phum chi ma na i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê nhà sắc chê nhà su va thi hô tu gia thiên đã kỳ lô pa ta vin si tô si gia cha thu phi va tê vi sam ba cam phi vô ta thu pa măng su bờ ri sang va đa mi vô a ri cha sắc cha ni a ve cha pa sa ti i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê nhà sắc chê nhà su va thi hô tu dê a ri cha sắc cha ni phi pha và văn thì gặm phi ra bản nhê na su đê si ta ni kiến cha bị tế hôn tu phu sắp bà mạt ta na tê phá văn a tha ma ma di văn thì y đam bi sang gê hê sa ta năng pa ni tâm ê tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam bà đa và ta gia su thẩm ma cha di ta phá văn thì sắc ca và đi thì biết chi kiến chi tăng cha sĩ la bá tăng va bị gia đa thì kinh cha cha tu ha pe hi cha vi ba ma mu to cha cha phi tha na ni ya pha bo ca tum i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng e te na sắc che na su va thi ho tu kiến cha bi so cam mang ca ro ti pa pa cam ca ye na va cha dù đã che ta sa va a pha bo so ta sa ba đi cha da ya a pha ba ta đi ta pa da sa bu ta i đam bi sang khe ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô va na ba gum bê giá tha phu si tạc ghê ghim ha na ma sê ba ta ma min ghin hê ta thu ba măng tham ma va ram na đê sa di nip ba na ga min ba ra măng hi ta ya y đam bi bu đê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va ro va ra nhu va ra đô va ra ha ro anu ta ro tham ma va ram a đê sa di đàm bi bùa đề tra ta nằm pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dạ ni đà phụ ta ni sấm ma gà ta khi năng bùa ra năng na văn na thì sâm pháp văn vì ra ta chỉ ta và chỉ kê phà vạt minh thể khi na pi cha a vi rôn hi chăng đa ni băng thiền thị ra giá tha văn pa đi bô y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu gia ni đà phụ ta ni sấm ma gà ta ni phụm ma ni va gia ni va anh ta lý khê ta tha gà tăng đê ma nô si bu chi tăng bu đà hăng na ma sa ma su va thi hô tu gia ni đà phụ ta ni sấm ma gà ta ni phụm ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng đà hâm măng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụm ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng sang cơ hăng na ma sa ma su va thi hô tu Di Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đi đọc xong bài kinh Ratana Sutta kinh Châu Báo. Dạ, chân thành tri ân chú vị đã lắng tai nghe. Giờ xin mời tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Ca Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Và bây giờ con xin đọc bài kinh Châu Báo Ratana Sutta. Tôn giả Nam Đa với từ tâm vô lượng,
Trì tụng kinh châu bao suốt trọn cả đêm dài, ba vòng thành quê xa ly, niệm đức của Như Lai đại lực là mười ba la mật, mười thượng ba la mật, mười thắng ba, năm pháp tại thi xã, ba nguyện độ sanh trong kiếp chót gian trần, xuất gia tầm giải thoát khổ hạnh nghiệp đau màu. Trong kiếp chót gian trần, xuất gia tầm thoát khổ hạnh nghiệp đau màu, chiến thắng đại ma quân, đạt nhất thiết chủng tri, chứng chính pháp siêu phàm, chư thiên khắp các cõi, mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội. Kinh châu bao uy lực, tiêu trừ mọi tai ương, đói khát và bệnh tật, cùng phi nhân quay nhiễu, trong thành quê xa ly, thấy điều được tan biến, chúng tử nhất tâm trì tụng kinh châu bao. Chúng thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn, năng hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hướng, phước lành đến chư thiên. Những vật quy trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời, không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Pháp bất tự tôi thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni, chứng pháp ấy trong thiền, không gì sanh bằng được pháp thiền vi diệu ấy. Do vậy chính chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tập thiền định, chứng hiện tại là tu. Đức Phật hằng ngợi khen, không gì so sánh được. Do vậy chính chánh pháp là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bậc tu hành thiểu dục, với ý chí kiên trì, khéo chơn chánh phụng hành, lời dạy đức điều ngự, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc tru quả tịch tịnh. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Đi như cột trụ đa, khéo chuông chặt xuống đất, dầu bốn hương cuồng phong cũng không thể lay động. Ta gọi ta nói bậc chân nhân, liệu ngộ tư thanh đê cũng tự tại bất động, trước tam pháp thế gian. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Bậc thanh tu đà hoàng, chứng tri ly tâm đê, được đức Gotama theo thuyết giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu,
mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ, thoát khỏi bốn đọa xứ, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp. Do vậy chính tăng chúng là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bậc thanh tu đà hoàng, dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thanh. Do vậy chính tăng chúng là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chung hữu tình. Ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi, do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, truyền đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không nhiều, với tâm không ai chấp, trong sanh hữu đời sau. Bởi tham muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, vì như ngọn đèn tắt, bậc tri chứng niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, ai chí thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiện nhân ca cõi, dù thiện tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiện nhân ca cõi, dù thiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ tăng chung bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Dạ, con đã đọc bài kinh Ratana Sutta vừa xong. Dạ, bây giờ con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với chúng con. Kính dân ích tự trị sư Nguyễn Thông và sư cô Tự Duyên. Thưa quý vị, có lẽ chúng tôi nãy giờ cũng nhận được một số các đề nghị riêng của các vị PM chúng tôi và một số các vị đề nghị gặp ở tại đây như cô Lăng Gia Nguyệt cũng như Đại Hữu Tệ Thành. Thật ra thì chùa cũng không thể đóng cửa hoài được, và chúng ta cũng phải mở cửa và trở lại có nhiều công việc Phật sự. Nên chi chúng tôi đề nghị quý vị, như lời của Đại Hữu Tuệ Thành đó, thì chúng ta tiếp tục vài ngày nữa
À, chúng tôi đề nghị là tiếp tục 3 ngày nữa. À, chúng tôi sẽ nói chuyện với Đại Đức Thụy Trì để chuẩn bị bài cho 3 ngày sắp tới. Và sau 3 ngày, tức là 21 thi, tháng 5, thì chúng ta kết thúc chương trình tu học đặc biệt mùa đại dịch. Thì như vậy là chúng ta cũng không có chấm dứt liền, và cũng không có chúng ta cũng không có kéo dài quá lâu. Tại vì thật ra chúng bây giờ chúng ta không còn ở trong cái giai đoạn đầu là đang bị nhiều cái căng thẳng đối với mùa đại dịch, nhưng mà thay vào đó thì chúng ta phải bước qua một giai đoạn thứ hai, đó là chấp nhận sống với đại dịch corona. Thì thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ tăng trưởng nhiều bởi vì người ta có cái hy vọng là có thể cuối năm nay người ta sẽ có cái thuốc chủng ngừa. Đó là hy vọng thôi. Nhưng mà thường thường thị trường chứng khoán đó, họ có những cái theo dõi rất là xích sao những công việc xảy ra, và có lẽ là họ cũng có thấy được ánh sáng cuối đường hầm sau đó mà chúng ta chưa được rõ ràng. Nhưng mà thế giới đang tích cực nỗ lực để tìm được thuốc chủng ngừa. Một khi có thuốc chủng ngừa thì sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Chúng ta hãy hy vọng như vậy. Và do vậy chúng tôi xin được trân trọng thông báo rằng chúng ta sẽ tiếp tục chương trình tu học đặc biệt mùa đại dịch ở trong 3 ngày nữa, và chúng ta sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 5 này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Thiên Chư Tăng và quý Phật tử đã vào Rung để chia sẻ chương trình. Đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Kinh Tân Sư Ta Ya Ni Thập Bù Ta Ni Sâm Na Gà Ta Ni Bùm Ma Ni Hoa Gia Ni Hoàng Ta Lê Khe Sa Pê Hoa Bù Ta Sư Ma Na Phá Hoàng Tô Thô Bì Sa Ka Thế Sư Nam Thu Phá Sư Tăng Ta Hê Bù Ta Ni Sâm Lê Tha Sa Pê Mê Tông Ka Đô Tha Ma Nô Sì Gia Ba Cha Yadi vācārātto caharanti ye palin tasmā hine rakkhatā tamattā yam kiñci vetaṁ itha vāhuraṁ vāsāksuvā yam ratanaṁ vanītaṁ nano samaṁ nāthi tathāgate nairaṁ vibhūte ratanaṁ vanītaṁ etena sācchena suvāte motukhayaṁ virāgaṁ amataṁ vanītaṁ Yada chaga sakya muni samahito nate na thamme na samati kinchi dam vithamme ratanang vanitam ete na satye na suvati ho tu yam bhutta setho bariwana yisa chin samati manam tarika nyamahu samati nate na sammo na vichati dam vithamme ratanang vanitam ete na satye na suvati ho tu ye pukkala akasatam basatha chakari eta ni yuga ni hanti te takhine ya sugata sasavaka ete sudinna ni mahapala nairam visanghe ratanam vanitam ete na satye na suvati ho tu ye sapajota manasadam he manika mino gotama sasanam hite bhati bhatta matang vigay halatha mutha niputin unchamana idam visanghe ratanam vanitam ete na satye na suvati ho tu yathin dakhilo Bhathavin sito siya chato pivate piyasam bakam biyo Tathu pamang sapurisam vadami yo Hariya sachani niyavya chata sati idam visanghe Ratanang vanitam ete na sache na suvati ho Tuye ariya sacha nipapa yanti rampeda bayunye Yasude sita nikincha pite hondusa pamata Nate pavangata mamadiyan tiram visankhe
tanang pamitang ete na sace na suwati ho tu sahawa sadat na sam pada jatuham na cahita pakuang tisaka jadi tibi ciki citang jasila patang wapi jada tikin cicatup chato habaye chave pamoto chacha phethana vyapapo katum vidam visang khelang panitang ete na sache na suvate ho tu kincha piso kammang karoti bapakang kaje na vacha chudache tasa vapao sota sampate chada papata di sabada savota idam visanghe ratanang panitang ete na satye na suvate ho vana bhagombe yatha pusita ke himha lamase bhakamas mingim he tatho bhamang thamma varang ade sayine panagaming paramang itajai rambi bhute ratanang panitang ete na satye na suvatu ho tu varo varanyo varado varahado anotaro thamma varang ade sayidam vibhute ratanang panitang ete na satye na suvatu ho tu hinang puranang navam nati sampavang varat chitta yatike bhavasmin dehi na bicha avirun Avidun chanda nipanti thita yatha yambadi boidam visanghe ratanang panitang ete na satye na suvati ho tu yani taputa ni samagata nipumma ni vaja vantalikhe tathagatam deva manu sabuchitam bodham namasama suvati ho tu jani thakuta ni samagata nipumma ni vaja vantalikhe tathagatam deva manu sabuchitam bodham namasama suvati ho tu jani thakuta ni samagata nipummani vaja vantalikhe tathagatam deva manu sapuchitam sankham namasama suvati hotu.